Hàng thiện tình mãi mê trần cảnh, na nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh tiến tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu tam, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp buổi ôn tập ngày hôm nay cao pháp cứu kinh số 152, 153 và 154. Dạ, như pháp kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được ăn vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, các vị còn có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, hôm nay thì ngày Chủ Nhật chúng ta quay lại với cái buổi ôn tập cuối tuần. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập ba câu kệ ngôn Pháp Cú trong phẩm già. Câu 152, 153 và 154. Ba câu kệ ngôn Pháp Cú nhưng mà chúng ta chỉ có hai cái duyên sự mà thôi. Câu số 153 có còn một duyên sự, 52 có một duyên sự. Câu số 153, 154 có một duyên sự. Bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu buổi ôn tập ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta hơi vắng ha, hay là các vị khác chưa có vào kịp. Arahang samma sambuddho bhagava puttang bhagavantang abhivademi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin đảnh lễ chư tăng thường gọi minh hạnh và mến chào toàn thể quý vị đang tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay ngày Chủ Nhật thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập với ba câu kệ ngôn Pháp Cú số 152, 153 và 154 tương ứng với hai cái tích truyện duyên sự ở trong phẩm già Charawaka. Dạ, câu pháp cú số 152 phẩm già Charawaka có nội dung như sau. Appasuta yang buriso bali doa jiwar cirati mangsani tasa watanti banyata sana watati
Abbasuta yang buriso baliwado wajirati mangsani tasa watanti banyatasana watati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Câu số 153. Aneka jati sangsarang santa visanga nipisang gahakara kangkawe santo dukha jati punapunang. Aneka jati sangsarang santa visanga nipisang gahakara kangkawe santo dukha jati punapunang. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thai phải tái sanh. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thai phải tái sanh. Câu số 154. Gahakara kadithosi buna gehang na kahasi sapate pasuka paka gahakutang wisangkatang wisangkakaratang citang tanhanang kaya majaga. Gahakara kadithosi buna gehang na kahasi sapate pasuka paka gahakutang wisangkatang wisangkakaratang citang tanhanang kaya majaga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. À, bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và cảm ơn cô Nhật Bình đã hỗ trợ post bài. Và sa thú lành thai. Hôm nay chúng ta ôn tập 3 câu kệ ngôn. Thì câu số 152, 53 và 154. Ở trong 3 câu kệ ngôn này chúng ta sẽ được gặp lại 2 câu kệ ngôn mà lúc Đức Phật Ngài vừa thành đạo được xem là khúc ca khải hoàn, thoát được trừ các cái phiền não. Nhà 2 câu kệ ngôn này thì chúng ta đã gặp rất là thường, và hôm nay thì chúng ta một lần nữa ôn tập lại cũng như là đọc lại cái duyên sự liên quan đến 3 câu kệ ngôn pháp cú này. Và bây giờ xin kính mời quý vị chúng ta bắt đầu cho cái buổi ôn tập ngày hôm nay. Do vì là hôm nay chúng ta bắt đầu còn khá là sớm, trước khoảng dư nhiều thời gian, và cái số lượng chư Phật tử các vị hôm nay để mà có thể ôn tập được cũng nếu mà các vị hoan hỷ đó thì chúng ta mỗi một vị chúng ta sẽ ôn tập hết một lượt 3 câu kệ ngôn pháp cú, 2 cái duyên sự tóm tắt. Còn dư thời gian thì các vị sẽ ôn tập lại nữa tầm khoảng một lượt, hai lượt, rồi chúng ta sẽ đi đến cái phần nói về cái những cái bài học liên quan trong cái buổi ôn tập ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin kính mời các vị chúng ta ôn tập
Kính mời vị đầu tiên đó là cô Pháp Hồn Lào Cai. Dạ xin kính mời cô. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Đã cảm ơn cô Trần Đạo, cô Như Pháp cho biết tín hiệu tốt. Con xin phép được ôn bài. Đã, con cảm ơn cô Như Pháp. Appasutta yam pusiro puriso bali vado vachirati nang sa nistat sa vatthanti banya tassa na vatthati appasutta yam puriso bali vado vachirati nang sa ni ta sa quán thân ti bánh nhà ta sa na quán tha ti. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin được đọc duyên sự câu Pháp Cú 152. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chitavana với Hara, đề cập đến vị tỳ khưu Lô Lũ Đa Dí. Vì kém trí nhớ, tỳ khưu Lô Lũ Đa Dí thường không thể giảng pháp rành mạch, mà và kể cả việc tụng kinh chúc phúc cũng dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến không phù hợp. Khi đi tụng kinh buổi lễ này, vị ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này, nhưng đến lúc đến nơi rồi trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của sự trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trau dồi Phật pháp. Do vậy người ít học kém trí ví như con bò đực, chỉ phát triển về cơ bắp nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng. Dạ con đã đọc hết duyên sự câu 152. Con xin đọc một câu 153. An ne ca cha ti sang sa rang san tha sang anip pi sang ga ha ca ra cang ga huê san to du ca cha ti punap punang aneka cha ti sang sarang santa vi sang ani bi sang gahakara kam ga ve santo dukha cha ti bunap bup nang. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc câu Pháp Cú 154. Gaha karaka dithosi punage hang nakahasi sabbate pakusuka phaka gaha kutang visankhatang sankha ragatang chitang tangha nang khayamachaga gahakara kadisothi thoi punagehang nakahasi sabbate pasukha pakka gahakutang guisatang guisankara gatang chittang tanhanang khaya matchaga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt. Tham ái thầy dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin được kệ. Kahakara kadithosi puragay
Thắng nạt sapate pa sukha pa ga ga ko tang quy sang kha nang quy sang kha ga ga tan ha nang kha ya mat cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà người bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc duyên sự câu 153-154. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Khi vừa chứng đắc thành Phật, về sau Ngài thuyết lại, thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn bộ binh ma, toàn đội binh của ma vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh và đắc túc mạng minh. Vào canh giữa, Ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, Ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét thật nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch, sanh và diệt, và đắc lậu tận minh. Khi bình minh vừa ló dạng, Ngài đắc quả chánh đến chi với các pháp huyền diệu. Dạ hết ạ, con đã ôn bài xong, con xin phép được xuống mic mời cô Dạng Đông ạ. Sa thu Sĩ Pháp Nguồn Lào Cai, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Nhiên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 152. Appas suta yang puriso bali wat do wachi warati mangsa nitat sawat thanti panya tat sa nawatati appas suta yang puriso bali wat do wachi rati mangsa nitat sawat thanti bằng nhà ta sa na wa tha tí. Người ít nghe kém học, lớn già như rau đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Người ít nghe kém học, lớn già như rau đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa, sau đây con xin đọc duyên sự tóm tắt câu 152. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chê Táo Quá Ná, Quý Hà Rá, đề cập đến vị tỳ khu Lô Lú Đa Dí. Vì kém trí nhớ, tỳ khu Lô Lú Đa Dí thường không thể giảng pháp rành mạch, và kể cả việc tụng kinh phúc chúc cũng dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến không phù hợp. Khi đi tụng kinh buổi lễ này, vị ấy lập tâm, ta sẽ tụng bài kinh này. Nhưng lúc đến nơi rồi, trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trao dồi Phật pháp. Do vậy, người ít học kém trí, dĩ như con bò đực, chỉ phát triển về cơ bắp, nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng. Dạ thưa, chấm dứt câu 152. Sau đây con xin kính đọc câu 153. A ne ca cha ti sang sa rang, san tha vi sang a ne pi sang, ga ha ca ra cang ga we sang to, dukkha jati punappunang aneka jati sangsarang santha wisang anipisang gahakara kangga we santo dukkha jati punappunang. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh.
Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thai phải tái sanh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu 154. Gaha ka ra ka dip tho si puna ge hằng đa ka ha si sap ba te pha su ka phát ga. Gaha ku tăng quý sằng kha tăng quý sằng kha ra ga tăng chít tăng tăng ha năng kha ya mai cha ga. Gaha ka ra ka dip tho si puna ge hằng đa ka ha si sắp bà tê phà xú ca phát gà gà ha cù tăng quý sằng khá tăng quý sằng khà ra gà tăng chích tăng tăng hà năng khá gia mắt cha gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu dâu. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu dâu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa, sau đây con xin kính đọc duyên sự của hai câu 153 và 154. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi vừa chứng đắc thành Phật. Về sau, Ngài thuyết lại thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn đội binh của Ma Dương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá dở màn vô minh mà đắc túc tạng mạng, túc mạng minh. Vào canh giữa, Ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, Ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quán sát thập nhị nhân duyên. Do theo lý thuận nghịch, sanh và diệt, và đắc lậu tận minh. Khi bình minh vừa ló dạng, Ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp quyền diệu. Dạ thưa, chấm dứt. Kính mời Sistina tiếp theo. Con đầy ba ngôi tam bảo. Con kính quý sư, quý bà, quý cô tiên nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Câu pháp cú số 152. Appasutai yam puriso paliwatto vacirati mangsa nithasa vatthanti panya thasana vatthati. Appasutai yam puriso Pali wat to wat chi rati mang sa ni thasa wan wat tha ti ban nhà thasa na wat tha ti. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phép được đọc câu tích truyện ạ. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn đã thuyết khi ăn ngự tại Chê Tá Quán Ná, Quý Hà Lá đề cập đến vị tỳ khu Lô Lú Già Dí. Vì kém trí nhớ, tỳ khu Lô Lú Đà Dí thường không thể giảng pháp rành mạch, và kể cả việc tụng kinh chúc phúc cũng dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến không phù hợp. Khi đi tụng kinh buổi lễ này,
Vị ấy lập tâm, ta sẽ tụng bài kinh này. Nhưng lúc đến nơi rồi, trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng, nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống, ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trau dồi Phật pháp. Do vậy, người ít học, kém trí ví như con bò đực, chỉ phát triển về cơ bắp, nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng. Con xin phép đọc câu cuối số 153. Anh nề, các cha thi sẵn xa răng, sẵn tha quý sẵn, nít bí sẵn, các hát ca rắc căng, các quê sẵn tô, đúc kha cha thi bún nắp bún năng. Anh nề, các cha thi sẵn xa răng, sẵn tha quý sẵn, anh nít bí sẵn, các hát ca rắc căng, các quê sẵn tô, đúc kha cha thi bún nắp bún năng. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thai phải tái sanh, của hòa thượng Thích Minh Châu. Câu pháp cũ số 154. Gahaka raka ditho sipunake hằng naka hasi sabba te pha suka phaka gahaku tăng quý sẵn cát tăng vi sanh kha ra cách tăng chích tăng tăng hành năng khá giấm mất chắc gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kẻo cột người bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu pháp cú này, Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi vừa chứng đắc thành Phật, về sau Ngài thuyết lại để theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn đội binh của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh. Vào canh giữa, Ngài đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, Ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quan sát thập nhị nhân duyên theo lý luận nghịch, sanh và diệt, và đắc lậu tận minh. Khi bình minh vừa ló dạng, Ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân vi sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thường Tổ Minh Hạnh, Đại Đức Tây Đức, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Văn Nguyệt và Tina cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 152 ạ. Abbasutta yang buriso baliwato wajirati mạng sa ni ta cung sa hoa thắng ti bản nha ta sa na hoa tha ti. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Abbasutta yang buriso Bali Watho Wachirate Mangsani Tatn Sawatanti Banyatasa Nawatthati. Và câu kệ các pháp cú của 152. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại
Chetavana Vihara đề cập đến vị tỳ khô Lô Lú Đa Dí. Vì kém trí nhớ, tỳ kheo Lô Lú Đa Dí thường không thể giảng pháp rành mạch, và kể cả việc tụng kinh phúc chúc cũng dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến không phù hợp. Khi đi tụng kinh buổi lễ này, vị ấy lập tâm, ta sẽ tụng bài kinh này. Nhưng lúc đến nơi rồi, trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trao dồi Phật pháp. Do vậy, người ít học, kém trí ví như con bò đực, chỉ phát triển về cơ bắp nhưng trí tuệ không tăng trưởng. Và câu kinh pháp cú số 153: Aneka cha ti sang sa rang sang tha vi sang ani pi sang ga ka ra cầm ga vi sang tu dukha cha ti bu nam bu năng aneka sa aneka sa ti sang sa rang sang tha vi sang anip bi sang ya ha ka ra ka ga vi sang to dukha cha ti bu nap bu năng. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và câu kinh pháp cú số 154: Gà ha ca ra ca đích thô si hú nê ghi hăng nà ca ha si sập ba thê pha su ca ba con gà gà ha cu tăng vì sang kha thăng vì sang kha ra gà tăng chích tăng tăng ha năng kha và mạch cha gà gà ha ca ra ca đích thô si hú nê ghi hăng nà ca ha si sập ba thê pha su ca ba con gà gà ha cu tăng vì sang kha tăng vì sang kha ra gà tăng chích tăng tăng ha năng kha và mạch cha gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay người bị gãy, kèo cột người bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú số 153 và 54. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi vừa chứng đắc thành Phật. Về sau Ngài thuyết lại thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi ngồi dưới cây Bồ Đề vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn bộ đội binh của Ma Dương. Trong canh thầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh. Vào canh giữa, Ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, Ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét thập nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch sanh và diệt, và đắc lộ tận minh. Khi bình minh vừa ló dạng, Ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu. Và cảm ơn cô Như Pháp đã phát bài, và cô Đăng Đông. Và cô xin gửi mic lại cho cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Dạ, sau thi cảm ơn chị trưởng đạo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ
Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tịnh Đạt, Đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, cô Quý Giá, và kính chào quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú số 152. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp. Dạ, cảm ơn sư. Appasutta yang buddhiso baliwaddo vacchirati mangsanitassa vatthanti paññatassa navatthati. Appasutta yang buddhiso baliwaddo vacchirati măng sa ni tát sa hoa thanh ti bánh nhà tát sa na hoa tha ti. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chê Táo Quan Na Quý Hà Ra, đề cập đến vị tỳ khưu Đô Lú Đại Dí vì kém trí nhớ. Tỳ khưu Lú Đại Dí thường không thể giảng pháp rành mạch, và kể cả việc tụng kinh chúc phúc cũng dễ bị nhầm lẫn dẫn đến không phù hợp. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết. Xin lỗi, để tự nhiên đọc tiếp bị dính nha. Khi đi tụng kinh buổi lễ này, vị ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này, nhưng lúc đến nơi rồi trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trao dồi Phật pháp. Do vậy, người ít học kém trí ví như phỉ báng, chỉ phát triển về cơ bắp, nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng. Dạ hết. Câu pháp cú 152 và câu pháp cú 153. Aneka cha ti sang sa rang san tha quý sang anip bi sang gahaka rắc căng gác quê san tô đúc kha cha ti punap punang. Aneka cha ti sang sarang san tha vi sang anip bi sang gahaka ra kang ga we san to dukkha cha ti punap punang. Aneka cha ti sang sarang san tha vi sang anip bi sang ga ka ra kang ga we san to dukkha cha ti punap punang. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu pháp cú 154. Gahaka rakadithu si bunage hằng naka ha si sabba te pha sukha phaga gaku tăng quy sằng kha tăng quy sằng kha rakatăng chích tăng Tanaha năng khá giáp mắt cha gà. Gà ca
ga ha ka ra ka định thô si pu na ghê hăng na ka ha si sập ba tê pa su ka phắc ga ga ku tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ga tăng chít tăng tân ha năng kha và mật cha ga ga ka ra ka định thô si bu na ghê hăng na ka ha si sắp ba tê pha su ka phắc ga ga ku tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ga tăng chít tăng tana nang kha yam mat cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi vừa chứng đắc thành Phật. Về sau Ngài thuyết lại, thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda, khi ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn đội binh của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh. Vào canh giữa, Ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, Ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét thập nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch, sanh và diệt, và đắc lậu tận minh. Khi bình minh vừa ló dạng, Ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu. Dạ, đã hết. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp và chị Đặng Đông đã post bài. Dạ, bây giờ tự nhiên mời Hạnh Kiểm ôn bài đi. Hạnh Kiểm có nghe được âm thanh của Tự Nhiên không ạ? Dạ, bây giờ Tự Nhiên xin xuống mic nha. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ, con kính chào với đạo hữu đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 152. Áp bát su tà giàn bú đi sô bá lê quát đồ quá trì ra tiếp mạng xà ni tát xa quát hành ti bành nhà tát sát na quát tha ti. Người ít nghe kém học, lớn già như châu đực, thật đó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có kể luôn thôi vậy. Dạ, con xin kể. Âm ba sư ta giang bồ đi sô bà li quát đô hoa chi đà tì mang sa ni tan sa quát than tì bà nhà tan sa na quát tha tì. Người ít nghe kém học, lớn già như châu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Con đọc tiếp câu 152. Con đọc lời Việt câu kệ ngôn 152. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Ha Trá, đề cập đến vị tỳ khu Lô Lú Đa Dí, vị kém trí giáo tỳ khu Lô Lú Đa Dí thường không thể giảng pháp rành mạch, và kể cả việc tụng kinh chúc phúc cũng dễ bị nhầm lẫn dẫn đến không phù hợp. Khi đi tụng kinh buổi lễ này, vị ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này, nhưng lúc đến nơi rồi trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trao dồi Phật pháp, do vậy ít học kém trí, ví như con bò đực chỉ phát triển về cơ bắp nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng. Dạ hết câu pháp cú số 152. Dạ con đọc tiếp câu pháp cú số 153. A nề ca dạ ti sằng xà rằng sành thà quýt sằng a nếp bí sằng ca ha ca ra cằn ga quê sành tô đúc khà cha ti bu na bu năng. Dạ con kể. Aneka cha ti sang sa rang san tha wit sang anip bi sang ga ka ra kang ga we san to tung kha cha ti hi bu nap bu nang. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đọc lời Việt của câu 1 pháp cú 154. Ủa dạ. Và con đọc tiếp câu 154. Gaha ca ra ca dit tho si bu na ge hằng na ca ha si sap be te pha su ca phát ga. Gaha cụ tăng si sằng kha tăng quy sành khà ra ga tặng chi tặng tạnh hà năng kha giá mát chắc gà. Dạ con kể. Ga ha ca ra ca đi thi tô bồ na ghê hăng na ca ha si sắp ba tê pa sắp ba tê pha su ca phật gà gà ha cô tăng vi sang kha tăng vi san kha ra ga tăng chi tăng tàn ha năng kha ya mát cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái hải tiêu vong. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc bản dịch của một câu pháp cú 153 và 154. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn, kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi vừa chứng đắc thành Phật. Về sau ngài thuyết lại để thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi ngồi dưới cây Bồ Đề vào lúc mặt trời chưa lặn, ngài đã thắng toàn đội binh của ma vương. Trong canh đầu đêm ấy, ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh. Vào canh giữa, ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, phán xét thập nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch sanh và diệt, và đắc lậu tận minh. Khi bình minh vừa rõ dạng, ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu. Dạ con đã đọc hết bài. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin trân mít lại cho đạo tràng. Xin mời vị tiếp theo. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô Hạnh Kiểm. Nam mô Bích Tha. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức.
Như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, như pháp kính chào đạo tràng và cảm ơn cô Hoa Nguyệt, cảm ơn Tina cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ. À, như pháp hơi vô tình không biết là cô Cẩm Vân đã ôn bài chưa à? Cô Cẩm Vân ơi, có trước máy không? Cô có trước máy không? Cô có ôn bài chưa? Dạ, cô Cẩm Vân chưa ôn bài. Cô bây giờ cô có cầm mic được không? Cô Cẩm Vân cầm mic được thì cho như pháp một tín hiệu à. Chắc có lẽ cô không có trước máy rồi. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Luân Kinh số 152. Dạ, con tri ân sư. Dạ, cảm ơn cô Sẵn Đông cho bài. Áp bát sư tài dặn bu đi sờ và li quát đờ và chị ra ti măng xà đi ta sa quát thành ti bệnh nhà ta sa na quát thách ti. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó ti lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Abhasutta yamburiso bariwato vajirati mangsanita sawanthanti manyatasa nà hoạt tha ti. Dạ, con xin phép được đọc chuyên sự câu Pháp Luân Kinh số 152. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi an ngự tại Chê Ta Quan Ná Vi Hà Rá, đề cập đến vị tỳ khưu Lô Đu Đà Di. Vì kém trí nhớ, tỳ khưu Lô Đu Đà Di thường không thể giảng pháp rành mạch, và kể cả việc tụng kinh phúc chúc không dễ bị cũng dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến không phù hợp. Khi đi tụng kinh buổi lễ này, vị ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này, nhưng lúc đến nơi rồi trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không hay biết. Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của sự việc trên là do trong đời sống ít tạo nhân trí tuệ như thính pháp, trao dồi Phật pháp. Do vậy, người ít học, kém trí ví như con bò đực, chỉ phát triển về cơ bắp, nhưng trí tuệ thì không tăng trưởng. Dạ, duyên sự một câu. Câu 152 đến đây đã hết. Dạ, con xin được ôm câu 153. A nề ca cha ti sang sa rang san ta vit sang ani bin sang ga ha ka ra cang ga se san tao duk kha cha ti bun nap bu nang nang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp. Người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À nể ca cha thì sẵn xa răng sẵn ta viết sẵn à nịp bi sẵn gà hạ ca ra càng ga quê sẵn tơ đổ khá cha ti bù nạp bù năng. Và cảm ơn cô Rạng Đông cho bài 154. Gahakarada ditho usi bhupna ye hang naka hasi sabbate phasuka khapya gahakutang visan khatang visan karagatang chittang tanhanang khayamachaya. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Gà ha ca ra ta định thơ si bộ na gây hăng, nà ca ha si
sạp bà tê pha sù ca phát ga gã cu tăng vì san ca tăng vì sẵn ca ra và tặng chế tăng tặng ha năng kha và mạt cha ga. Dạ con xin phép được đọc duyên sự câu 113 và 154. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã làm, đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi vừa chứng đắc thành Phật. Về sau ngài thuyết lại thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, ngài đã thắng toàn đội binh của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh. Sau canh giữa, ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, ngài phá khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét thập nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch, sanh và diệt, và đắc lậu tận minh. Khi bình minh vừa rõ ràng, ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu. Và duyên sự câu 53 và 54 đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chi công đức và như pháp kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn cô Sẵn Đông thả phốt bài. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, con chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Sư đã cho chúng con được một buổi ôn bài rất là lợi ích cho chúng con. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, sa thú làm thay. Dạ, con kính tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh cũng như là lớp ôn tập cuối tuần. Lớp ôn tập cuối tuần kỳ này chúng ta ôn 3 câu kệ ngôn pháp cú 152, 153, 154. Trong đó thì có 2 câu 153, 154 có cùng mỗi duyên sự. Nhóm pháp cú mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay thì thuộc về phẩm phẩm già Charawaka. Riêng cái phẩm già này thì chúng ta thấy rằng là những cái câu kệ ngôn bắt đầu trong cái phẩm già đó là những câu kệ ngôn khuyến tu nói về cái sự thật cuộc đời. Và trong cái hai cái câu nhóm pháp cú mà chúng ta học ngày hôm nay đó, ôn tập ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nhân cái cơ hội, cái duyên sự mà một cái vị tỳ kheo không có rành thông Phật pháp và có cái rất là yếu về cái việc mà chánh niệm tụng kinh. Cái việc này nó không có quá là xa lạ cũng như là quá khó để chúng ta tin. Bởi vì đối với cái việc mà tụng kinh, thưa quý vị rằng phải có cái sự huấn luyện. Giống như là các vị ở đây chúng ta thấy tụng kinh nhiều đúng không? Các bài kinh nào chúng ta đọc cũng chúng ta cũng đọc theo được. Nhưng mà để có được một cái thiện xảo, cái phù hợp trong cái những cái buổi lễ, trong những cái buổi cầu nguyện, trong những cái ngày mục đích khác nhau thì phải có những cái bài kinh phù hợp khác nhau. Tương tự như vậy, cái cách thiện xảo đó cần phải có cái sự rèn luyện. Giống như là các sư hồi nhỏ mà vô chùa tu á, đọc kinh theo các vị lớn á, thì đọc được hết. Nhưng mà khi mà các vị lớn mà chỉ định để mà dẫn kinh á, thì lại gặp khó khăn. Bởi vì mình không có quen với cái cách đó. Đây nó là nói lên cái việc đó là thường xuyên rèn luyện, thường xuyên để mà trau dồi trong Phật pháp để mà có được cái thiện xảo. Kinh á, quý vị dùng
chúng ta nghe trong quan hỷ, vừa là cái cách đọc âm, cái cách phát âm bài trong cuộc lễ, ví dụ như là trong cái lễ cầu an, phúc chúc phước báo, các vị đã đụng tụng những cái bài kinh phù hợp nói về cái kết quả của cái việc làm phước, làm thiện, nhắc hay là những cái bài, những cái ngày mà hồi hướng phước báo cho các thân bằng quyến thuộc đã quá vãng đó, thì tụng những cái bài kinh mang cái ý nghĩa giải thích, khích lệ và hướng đến cái chúng sanh đã quá vãng, thì đó là cái thiện xảo ở trong cái việc mà tụng kinh, cũng như là thiện xảo trong cái việc mà giảng pháp, tùy theo cái mục đích của buổi lễ, nhu cầu của người nghe mà cái ý nghĩa nó phù hợp, thì như vậy đó mới trở thành một cái vị đào thông các cái Phật ngôn, cũng như là giải thích rõ ràng, rành mạch và phù hợp với cái hội chúng. Trong cái câu 153 và 154 được xem là khúc ca khải hoàn khi mà vừa chính đắc thành đạo quả. Khi mà chúng ta đọc hai câu kệ ngôn này, chúng ta có thể mường tượng ra cái khung cảnh lúc bấy giờ chỉ có một mình Ngài Đức Phật thôi. Đương nhiên thì chúng sanh nhân loại thì chỉ có một mình Đức Phật thôi, nhưng mà chư thiên thì không biết bao nhiêu là kể. Bởi vì cái sự kiện này đó, nó là một cái người đầu tiên khám phá được cái con đường không còn sinh tử luân hồi, mở ra một cái cánh cửa bất tử, một cánh cửa mở ra một cái ánh sáng, mang lại cái ánh sáng trí tuệ, an vui, hạnh phúc tuyệt đối, không còn bị đăng trôi trong vòng sinh tử luân hồi, không còn bị phiền não bao trùm, không còn khổ lụy. Thì đây là một cái khoảnh khắc mà một cái vị đã tự mình giác ngộ lấy, không có thầy chỉ dạy. Đây là hai cái ca câu kệ ngôn mà chúng ta thường xuyên nghe giải thích cũng như là dẫn chứng. Đã khi đọc hai cái câu kệ ngôn này, phải nói rằng một cái tin thiệt nơi Tam Bảo, nhất là niềm tin mãnh liệt nơi ân đức của Đức Phật đó, thì chúng ta đọc hai câu kệ ngôn này, chúng ta phát khởi và nuôi dưỡng cái niềm tin rất là tốt. Bởi vì về niệm ân đức Phật á, chúng ta nên lưu ý đó là hiểu biết về Đức Phật càng nhiều, chúng ta học lịch sử Đức Phật càng sâu, chúng ta biết được quá trình mà trở thành một cái vị Phật á, càng nhiều như thế nào đó, thì cái tâm thành kính, cái sự tinh tấn, cái sự niềm tin của mình á, nó càng mãnh liệt chừng đó. Và nó mãnh liệt đến một mức độ đó là chúng ta vì Tam Bảo, chúng ta có thể cống hiến tất cả những tài sản, tất cả kể cả mạng sống của mình để mà thực hành theo lời pháp, lời dạy của Đức Phật. Cái niềm tin nó mãnh liệt đến như vậy đó, thưa quý vị. Thì hôm nay chúng ta ôn ba câu kệ ngôn pháp cú. Nếu như không có gì thay đổi thì kỳ ôn tập tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập câu kệ ngôn pháp cú số 155, 156 của cái phẩm Charawaka phẩm già. Hai câu này thì cũng có một cái duyên sự mà thôi. Tuy nhiên thì để cho cái ôn tập của mình nó đi theo thứ tự theo các cái phẩm đó, tại ôn hai câu kệ ngôn này cùng một sự đến ngài Maha Thanasati, một cái đại phú gia. 155, 156. Dạ. Như vậy thì cái học tuần sau, thì ôn tập tuần sau chúng ta sẽ ôn hai câu kệ ngôn này. Và một lần nữa chúng con được xin tri ân chư tăng, tọa minh hạnh đệ đức thầy đức,
cùng chư quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh và lớp ôn học cuối tuần này. Cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Tha Giá. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại vị diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lần hai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn cho chúng con ôn bài cuối tuần ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến Thượng Tọa minh hạnh. Bằng vật tư sắp bằng mang lăng ra khăn tư sắp về đề của ta sắp bằng tham ma nữ phá vệ nê sá đá sá thị công quân tư tê. Bằng vật tư sắp bằng mang lăng ra khăn tư sắp về đề của ta sắp bằng tham khá nữ phá vệ nê sá đá sá thị công quân tư tê. Tất cả anh phố hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và ôn bài cuối tuần, và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya re wa ta sam ti vi ha ra wa si ni tu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na ba wan tu bu chi ta sop thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha mát cha na qua ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na bu ta su chi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca đi ya ni căng tham hoa hoa răng pa tiết cha tề sắp bề pi đúc khát sa kha rộn tu sân kha dân tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha vốt ga la sân khổ hồ tu sa mắc vô hoa a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc tham mô sắp bề pi tham ma cha ri nô uất thêm sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa huệ di tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống.